Sáng nay tại nhà hát múa rối Thăng Long, thành phố Hà Nội, ban tổ chức Festival Ninh Bình Tràng An lần thứ 2 năm 2023 đã tổ chức họp báo để thông tin rộng rãi về chương trình. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch mang tầm quốc gia, cũng là thương hiệu, lễ hội riêng của tỉnh Ninh Bình nhằm đẩy mạnh các hoạt động giao lưu và tôn vinh các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch. Tiếp nối thành công của kỳ festival lần thứ nhất vào năm 2022, tỉnh Ninh Bình tổ chức Festival Ninh Bình Tràng An lần thứ hai với chủ đề Sắc màu di sản, hội tụ và lan tỏa từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 tại thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư. Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt của festival năm nay là chương trình khai mạc được dàn dựng công phu như một vở diễn thực cảnh đầu tiên được tổ chức trong không gian huyền ảo của di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới quần thể danh thắng Tràng An. Các yếu tố của sông, núi, âm nhạc, ánh sáng, công nghệ trình chiếu, mapping cùng nghệ thuật múa đương đại đặc sắc sẽ hòa quyện tạo thành một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp, kể câu chuyện về lịch sử văn hóa của vùng đất cố đô Hoa Lư Ninh Bình và tinh hoa sắc màu văn hóa các vùng miền dọc theo chiều dài đất nước. Festival năm nay còn có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ tỉnh Urumqi, Lào, các nghệ sĩ, nghệ nhân đến từ các vùng văn hóa đặc trưng trên cả nước. Chương trình dự kiến gồm 4 hoạt động trọng tâm đặc sắc thể hiện sự kết nối, hội tụ, lan tỏa sắc màu di sản văn hóa của tỉnh Ninh Bình nói riêng và các vùng miền trong cả nước nói chung. Đó là chương trình khai mạc festival vào 20 giờ ngày 26 tháng 12 năm 2023 tại khu quần thể danh thắng Tràng An, huyện Hoa Lư. Chương trình di sản văn hóa Nam Bộ dự kiến vào lúc 20 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2023 tại khu quần thể danh thắng Tràng An. Chương trình di sản văn hóa Bắc Trung Bộ và giao lưu văn hóa Lào Việt Nam dự kiến vào 20 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2023 tại khu du lịch sinh thái Thung Nham, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư và chương trình bế mạc Rực lửa cố đô chào đón năm mới dự kiến vào 22 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12 năm 2023 tại khu quần thể danh thắng Tràng An. Để chuẩn bị tốt cho Festival Ninh Bình Tràng An lần thứ 2 năm 2023, tỉnh Ninh Bình đã tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực liên quan, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, đầu tư, phát triển hạ tầng, nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội đối với mọi hoạt động. Đặc biệt hướng đến mục tiêu xã hội hóa công tác tổ chức lễ hội, nên hầu hết các hoạt động trong chương trình Festival đều do các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tài trợ, phối hợp triển khai thực hiện và được tổ chức theo hướng mở, tăng tính tương tác để người dân và du khách có thể trực tiếp xem và tham gia vào các hoạt động của festival. Thông qua việc tổ chức Festival Ninh Bình Tràng An lần thứ 2 năm 2023, tỉnh Ninh Bình hy vọng giới thiệu tới nhân dân, du khách hình ảnh về một điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện về vùng đất và con người cố đô ngàn năm văn hiến, hội nhập và phát triển.